Hôm nay tôi điều trị cho một bệnh nhân bị thoái hóa cái xương khớp, và đặc biệt là bà đang bị cái căn bệnh mà đau dây thần kinh tọa từ cái khu vực mà phía mông này trở xuống, là chân của bà rất là đau nhức. Hàng đêm thì bà nằm rất là khó khăn và đi lại rất là khó khăn về cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Thì ngoài ra bà hiện tại bà đang bị viêm da do cái tuyến tụy, cái tuyến can của bà và thận của bà đang có vấn đề. Vậy thì trong cái lộ trình của tôi sẽ giúp bà có một cái bước chân vững chắc, và đồng thời là hỗ trợ bà điều trị các tạng phủ của bà có một cơ quan chức năng tạng phủ của bà thật tốt sau cái lộ trình điều trị này. Ngoài ra thì tôi sẽ hỗ trợ cho bà điều trị cái đau vai gáy, khu vực vai gáy của bà rất là nhức mỏi, đồng thời nữa là cái hội chứng đau cổ tay do thoái hóa đốt sống cổ, và kèm theo đó là nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ khu vực xương sống của bà, dẫn đến cái đau dây thần kinh tọa đến khu vực mà dưới các chi dưới, chi trên và chi dưới của bà đang có vấn đề. Đấy, cái lộ trình của tôi sẽ giúp bà điều trị khỏi bệnh xương khớp của mình tại Thanh Hóa. Của bà là có vấn đề. Tay bà có nhức mỏi không bà? Có. Dạ. Bác Thỏa hiện tại là bác đang đang được cháu điều trị là ngày nay ngày thứ năm bác nhá, bà nhá. Bác Thỏa, bà biết bác Thỏa không nhỉ? Có. Dạ vâng. Đấy, bác Thỏa là người mà đã đi bệnh viện hàng 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 trăm cái bệnh viện, hàng trăm cái nhân viên điều trị cho bác ở trong khu vực miền Nam, rồi là tất cả các bệnh viện ở đây. Nhưng mà bác ấy đánh giá là chất lượng dịch vụ của cháu, tức là chăm sóc sức khỏe cho bác ấy, là người mà tận tâm tận ý. Đấy, ở đây cháu nói với bà là khi mà điều trị bệnh xương khớp tại nhà như này thì cháu chỉ gieo duyên thôi nhá, lẽ ra bà phải đến trung tâm nhà cháu, nhưng mà ở đây cháu đến nhà bà cháu điều trị như này là gieo duyên. Đấy, bà phải là gì ạ, không biết như thế nào, nhưng đây là cái tâm đức của cháu cho giúp bà bằng cái niềm tin để cho hỗ trợ cho bà điều trị những cái căn bệnh mà xương khớp cho bà. Không biết là cái kết quả thế nào, nhưng đây là gieo duyên, gieo phước đức. Đấy. Chứ không không phải là đến tận nhà mà điều trị cho bà đâu. Nhưng cháu đến đây rồi ấy, nhiệm vụ của bà là phải tìm cháu chứ không mà đừng để cháu tìm bà. Tôi điều trị cái bệnh đau vai gáy cho bà. Hội chứng đau cổ vai gáy do thoái hóa đốt sống cổ. Cái này bà thấy thoải mái không nhỉ? Đó, 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 Đấy. chỗ đau đó, bà Buốt muốn nhất. không bà nhỉ? Không. Không buốt đúng không? Ừ. Bà có hay bị đau đầu không? Có. Đau đầu là nhiều đó. Vâng, đau đầu là nhiều, để tí con điều trị cho bà cái bệnh đau đầu. Bà thấy buốt không? Thoải mái không? Không, không buốt. Khổ, bà khổ, bà nằm, bà bị đau đau xương khớp bao nhiêu năm nay? Đúng, đau mấy năm rồi, còn đau cái bả vai đó là đau nhiều hôm mới biểu con anh lấy dầu hắn xoa cho anh. Bà thấy nó tức không bà nhở? Bà thấy tức không? Tức ngực á? Không không, tức ở chỗ này này. Không. Không đúng không? Đó. Tức lắm không bà? Không. Đó. Đau xong cái lần kinh là đấy, đây này, đấy đó. đấy, cái này đúng tác động đúng chuẩn của nó này, Đó. đấy Đó. em thấy không, này này tác động chuẩn này này, đấy thông kinh mạch nữa, đấy. Cái này bấm cho nó là ok này. Đó, chỗ bả vai đó, đó, cái chỗ đó đau nè, Dạ. đau. Động đến bả vai đã đau đau cái chỗ vai xuống à. Vâng ạ. Hai cái bên vai. Ừ.
Thì ra cái cánh tay, cái chỗ khuỷu tay. Có chưa bà nhỉ? Chưa. Có. Dạ, có rồi. Có rồi ạ. Cái này có rồi chứ nhỉ? Chưa. Dạ, có rồi. Dạ. Ôi dạ. Nó buốt hả bà? Buốt. Úi dồi, cái khu vực buốt lắm hả? Buốt. Này buốt không? Trên này không việc gì này. Ừ. Đấy, mà dưới này việc gì này. Ừ. Đấy. Đúng rồi. Đấy, thấy không? Thận thiết của bà là vấn đề, thận với can của bà có vấn đề. Thận với can của bà có vấn đề. Buốt không bà? Không. Chưa có. Chưa có điện. Này có không? Dạ, có rồi đó, có rồi ạ. Này có không bà? Có rồi. Dạ, đấy. Con hỏi cái chỗ này có chưa này? Có. Có rồi đúng không? Chưa. Dạ. Ô, anh cô ta ghê dần ạ. Dạ, có chưa bà? Có rồi. Dạ. Đó. Cái này cũng có luôn rồi. Ừ. Có rồi. Ừ. Cái này cũng có luôn rồi. Ừ. Cái này cũng có luôn rồi. Ừ. Bà nằm úp mặt xuống cho con. Khi nào nó lên rồi hắn nói con nhá. Ừ. Bà thì tại nghĩa là sau gái này. Đúng. Lên chưa bà? Lên rồi. Hay quá, thấy chưa? Tặc nghĩa nặng luôn. Bà lên thoải mái không? Được. Lên được đỉnh đầu không bà? Chưa lên đỉnh đầu. Chưa lên đỉnh đầu ạ. Ừ. Mới ở chỗ cũ. Vâng ạ. Đây đợi con tí. Rồi bà đợi một con mấy giây nha. Lên được đỉnh đầu chưa? Chưa. Vẫn chưa lên được. Có điện rồi nhưng mà chưa lên được đúng không? Ừ. Bà thấy thoải mái không? Bà khó chịu hay thoải mái? Có điện không? Có điện nhưng mà chưa lên đỉnh đầu. Vâng ạ, để con tí con lên. À. Bà thấy thoải mái không? Thoải mái rồi. Đó, lên đỉnh đầu rồi đó. Vâng ạ. Bà thấy thoải mái không? Thoải mái chứ. Dạ. Đó, lên đỉnh đầu rồi. Vâng ạ. Đó, đó có rồi hả? Dạ. Có điện rồi. Dạ. Đó. Bà thấy thoải mái không? Thoải mái chưa? Dạ. Đó. Có rồi. Dạ. Đó. Có rồi. Dạ. Bà thấy buốt không? Không. Không thấy buốt. Vâng, vâng ạ. Hai cánh tay như cái cổ tay như. Đó. Đó, có rồi đó. Cánh tay thoải mái không bà? Đó. Thoải mái không bà?
Thế nào nhỉ? Ba thấy thoải mái không? Ba ơi, ba thấy thoải mái không? Chỗ này bà thấy thế thoải mái không này? Đó. Đó nhưng mà thoải mái mới được. Bà thấy nó êm xuôi là được. Dạ. Cho con hỏi chỗ này bà thấy nó thế nào này? Mạnh à bà? Dạ vâng ạ. Cái này sao? Có không ạ? Có biển rồi. Vâng ạ. Xuống hay quá. Ba phải cười đấy. Có rồi. Cắt sắt. Có này ạ. Dạ. Đau hả bà? Đau tức đúng không? Vâng. Bà thấy chỗ này có điện chưa? Chưa. Chưa có điện đúng không? À, có rồi. Dạ. Có mạnh hay nhẹ à bà? Điều trị bệnh xương khớp tại Thanh Hóa cho bệnh nhân bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, cũng như một số cái bệnh về xương khớp cũng như là bệnh liệt nửa người sau tai biến. Tôi gieo duyên điều trị bệnh xương khớp tại nhà khu vực tại Thanh Hóa. Anh chị có thể kết nối với tôi qua số điện thoại 0918 727286 để tôi trực tiếp điều trị bệnh xương khớp, cam kết có kết quả sau lộ trình từ 10 đến 14 ngày điều trị với kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh xương khớp mà không cần dùng thuốc để điều trị dứt điểm bệnh xương khớp, bệnh đau dây thần kinh tọa cũng như là bệnh thoái hóa đốt sống cổ, mỏi cổ, vai gáy thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thêm cái bài thuốc nam thì mới điều trị dứt điểm được cái bệnh xương khớp tại Thanh Hóa. Có điện chưa ạ? Có rồi. Tôi chỉ hỗ trợ điều trị cho cái bệnh nhân bị xương khớp nặng mà không đi lại được, mà tôi điều trị tại nhà cho bệnh nhân. Ngoài ra thì
anh chị có thể kết nối với tôi tại trung tâm điều trị xoa bóp bấm huyệt và điều trị bệnh xương khớp tại Thanh Hóa, có địa chỉ là Hợp Lý Triệu Sơn Thanh Hóa. Rồi bà rút thẳng tay cho con đi. Bà thấy thoải mái không? Thế. Điện rồi. Rồi. Cứ động trời là đâu. Đi xe à? Vâng. Đi xe đạp. Rồi, đúng rồi.